Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng Mang Kiến Tái Quan. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong cái chồng của Pháp nè, Rizzo Rivensica của cái công ty Essilor ha, Pháp á. Chuyên dòng chống tia xanh trên thế giới. Này là của tập đoàn rất là lâu đời của cái chồng kính Essilor rồi ha, của Pháp này ha. Mọi người có thể tìm cái thông tin này ở trên mạng thì rất rất là nhiều về chống tia xanh. Chống tia xanh nè, chống chỉ số UV 25. Rồi, đây là cái thẻ chính hãng của cái chồng kính Rizzo Rivensica. Mọi người coi ha. Đây. Đây của Pháp ha. Đây hoàn toàn bao bì được nhập khẩu chính hãng ha. Đây của Pháp ha. Theo cái công của cái quốc tế Essilor ha, cái chồng. Thì Liêm đã ráp xong vào cái gọng của Gucci rồi. Rất là đẹp ha. Cái mã gọng của Gucci. Đây là cái cây gọng. Đây. Rồi. Thì cái dòng Rivensica này có lớp bán tím thì rất là đẹp ha. Khi mình ráp vào cái kính này mọi người thấy được cái lớp bán tím mà. Và nó sẽ chống được tia xanh ha, có hại từ trên máy tính. Đây, hoặc điện thoại. Đây là chuyên dòng chống tia xanh của cái kính Essilor. Này, cái gọng Gucci rất là đẹp nha. Liên ráp xong. Thấy rất là đẹp nên quay lại cho mọi người cùng xem. Mọi đường nét rất là chi tiết nha. Rất là đẹp. Mọi người coi bên trong nè, bản lề rất là cứng cáp nha. Đây là bản cao cấp đẹp ha. Rồi, đây là cái hộp ha, cái gọng kính nó phải đi theo cái hộp Gucci. Đây cái hộp nhung. Thì chắc mọi người cũng biết nhiều rồi. Đấy, thì ai sở hữu cái sản phẩm thì mọi người sẽ thấy được cái những cái phụ kiện đi theo cái gọng kính, gồm khăn, rồi túi ha, đầy đủ ha. Thẻ đây nhưng mà chủ yếu Liêm giới thiệu mọi người cái chồng Rivensica này của Essilor Pháp á. Thì làm sao mình phân biệt đây là chồng chính hãng không chính hãng, thì nó có một cách là mình nó sẽ có một cái logo ẩn ở trên cái chồng kính ha. Mỗi khi tiếp xúc với nước hoặc là cái hơi thở ha, cái hơi nóng nó ám vào, thì Liêm sẽ thử cho mọi người xem ha. Rồi mọi người có coi có thấy được không đấy. Mọi người thấy được cái dòng rất là rõ ha. Rivensica nó sẽ mất nè, thấy không? Liêm sẽ thử lại một lần nữa nha. Nó rất là rõ ha, mà chút nó sẽ biến mất theo cái xương đó, nó sẽ biến mất. Đấy. Thì mình sẽ biết được đây là cái dòng chính hãng của Essilor Pháp nha, để mà mình phân biệt được để mình không bị làm giả. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.